Chiều ngày 13 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tuyển sinh 2019, triển khai tuyển sinh 2020 với các điểm cầu Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và Cần Thơ phát biểu tại hội nghị bộ trưởng phùng xuân nhạ khẳng định kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và công tác tuyển sinh đại học các cơ sở đào tạo giáo viên cơ bản giữ ổn định như những năm trước do vậy công tác quản lý kết quả học tập ghi học bạ cho học sinh phải rất nghiêm túc chặt chẽ để các cơ sở đào tạo có thể tin cậy sử dụng tuyển sinh theo phương thức xét hồ sơ học bạ bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các trường phải thận trọng khi mở ngành mới và quyết định tổ hợp xét tuyển tránh tình trạng chỉ căn cứ vào nhu cầu nhất thời mà mở một ngành mới hay đưa tổ hợp xét tuyển không phù hợp ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở đào tạo gây hoang mang cho dư luận đối với cơ sở đại học cao đẳng năm nay bộ giáo dục và đào tạo lấy ý kiến bổ sung hai nhóm ngành được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học là du lịch và công nghệ thông tin bộ tiếp tục quy định tiêu chí ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe